Tiếp theo thì em cũng đến thăm một gia đình ở xã An Thạnh của huyện Tân Phú, tỉnh Bến Tre anh chị. Thì hiện tại thì cô ở đây thì cô cũng bị tai biến, rồi cô nhờ bệnh là cô cũng không có làm gì để kiếm sống được hết. Cô là tên gì hả cô? Trần Thị Bảy phải không? Dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? 67. Dạ, là cô thứ bảy luôn á Thứ hả? bảy luôn. Dạ, vậy con gọi là cô bảy ha. Dạ, cô bảy bị bệnh lâu chưa cô bảy? Hôm nay 7-8 năm rồi con. Dạ, là mình bị tai biến. Bị tai biến mà cái giò này đi được mà cái tay giờ Cái đi tay không này được. không cử động Không có luôn. động gì hết à. Dạ. Lúc nào cũng vậy. Không Dạ. cử động Tắm được cái rửa giò phải có thì được. người thay đồ, cơm nước cũng phải có người nấu nướng Nhưng cho mà ăn. cô chỉ múc cơm ăn được thôi chứ không có Dạ. làm gì được. Dạ. Rồi hiện tại giờ cô bảy ở đây rồi ai ai chăm sóc cho cô bảy? Là cái thằng mà cô nói nó xin công ty nó dễ nuôi cô chứ ba nó mới mất thì đâu có ai nuôi cô. Dạ. Em trai kế Em trai chưa có vợ. chưa có vợ thằng đó đó là nó kế kế em á, kế em Dạ. là nó đi vô trong cô Tư lấy xài, cô Tư cho xài về ăn. Rồi ở nhà mình là có bao nhiêu người con cô? 4 đứa hả con? Hai Dạ. gái hai Hai trai. gái hai hai trai. trai. Đứa gái cũng có chồng phố là thằng Út thì có vợ ở trên Mũi Cao Cà Nam á con. Dạ. Hai vợ chồng thành phố cũng mướn trọ ở. Dạ, rồi rồi bây giờ là hai vợ chồng không đi làm nữa về đây để mà chăm sóc cho cô Không cho phải, sóc cô bảy. thằng đó chưa có vợ. Còn Mình đã một nói một nó hy em đây sinh, chưa nó có không chưa vợ. có vợ nó hy sinh về đây. Mấy chị Dạ. em là mình Trời. nuôi nó luôn, như nuôi mẹ với hai đứa con em luôn. Ở trên rảnh mấy chị với hai vợ chồng đứa kia nó có cho được nhiều cho vậy đó. Tại vì giờ cô giờ bệnh như vậy thì đâu có ai mà Mà lo. nếu mà không không chăm sóc thì cũng đâu có được. Phải có người con nào để chăm sóc cho sức khỏe cho cô. Đúng rồi. Dạ. Rồi cô bảy hàng ngày rồi cũng như là mình đi đứng đồ được bình thường hết ha cô, hay là phải có chống chống gậy rồi đi hay Không là gậy đi chứ đâu đi đâu có lửa con. dạ Có không gậy ý vô trong ý cô nhà nói là mình vẫn vẫn đúng rồi. vẫn đi đứng sinh hoạt được. Đi tới dạ lui lại đâu ghế rồi lại đâu lưỡi dạ bốn ngồi chứ không có đi đâu xa. dạ là chống cái gậy này ha. Đúng rồi, nhà trong Dạ, nhà chống gậy thôi. này. Còn hồi đó thì có cột cây để dần đi, giờ có cây gậy là không có khỏi cầm cây Cũng như là cái cây này nè anh Hương, là để mình lần để đi á. mình lần lần Đi lần lui lần đi tới đi lui. lần tới lui Lần tới lui chứ mà còn nếu mà không có thì mình không có điểm tựa là mình đi không có được. Đúng rồi, Dạ. nhưng ngồi cũng phải có đồ vịn mình đứng lên đó con, Dạ. chứ tự Vậy đứng lên đâu được. vậy là bệnh nay 10 năm rồi ha. Tự khi em bệnh xong rồi Đấy. cái mẹ hồi Cũng đó như hồi cô chưa bệnh thì Dạ. cô lên cô nuôi nó, về nuôi xong nó nè về xong thì cô mới bệnh. Hồi chập đó cô 2 năm làm ở sau với mới xã bệnh, làm chung bên ngành cũng quanh nè, nấu nướng cho xã đồ ăn uống đồ mẹ làm cho nấu ở mới dưới á. làm Hồi đó cô làm ở dưới rồi cô bệnh rồi cô mới nghỉ việc á. Còn đây là cũng là một em gái, là con của cô, Con thứ hai. con thứ Thứ hai hai. của cô. À. Em năm nay bao nhiêu tuổi em? Dạ em tuổi tức em nay 41 42 rồi. 41 42 ha. 41 42. Dạ. Nhưng mà bây giờ cũng như là cái việc của em á, hồi nãy em trình bày với anh á, Là em em có em có ngại với cái bản thân để mà mình có thể là mình nói ra mình cảm thấy mình hơi ngại gì không? Dạ không, em có bệnh là em sống lạc quan chứ em có bệnh thì mà mọi người đều biết chứ em đâu có giấu giếm được. Mà mọi người em cũng phải kỹ càng cho con em với cho cộng đồng chứ em cũng đâu có gì đâu ngại. Em không có mặc cảm vụ đó, sợ người ta sợ kỳ thị, người ta Đúng sợ rồi. em thôi à. Không, nói thật sự thì bây giờ cái những cái chứng bệnh đó thì bây giờ là xã hội bây giờ người ta đã biết rồi, nên là nói chứ giờ nhiều khi anh tiếp xúc với em, anh ngồi nói chuyện với em thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Vậy Cái đó thì bây giờ cái có chuyện nhiều xã hội người ai ta ai cũng sợ con ơi. Lây qua đường máu với đường tiêm chích thôi. nhưng mà cũng như là anh nói với em vậy, cũng như là mình là người phụ nữ, nhiều khi mình đi ra đời nhiều khi mình hơi ngại với bản thân mình, nói con nhỏ này bệnh, con nhỏ này bệnh nè, như vậy thì anh sợ em ngại Người ta chứ. nói nhưng mà em chỉ nói người ta nói kệ người ta, em không có suy nghĩ gì hết trơn á. Em là tên gì em? Em là tên Mỹ Chi. Mỹ Chi ha. Hiện tại thì bây giờ là Mỹ Chi á, là có một căn bệnh trong người anh chị, rồi em bệnh cũng lâu. Em bệnh cũng nay cũng 8-9 năm rồi. Sao mà em vừa bệnh mà em vừa đi làm nuôi con, hồi đó em nghỉ 4 tháng cái gan em á, uống thuốc vô nó mạnh nó giật cái gan em bắt xe phải nằm bệnh viện Nguyễn Tri Phương chích cho nó tan ra. Xong rồi tan ra xong rồi mới khỏe rồi mới đi làm. Thì vô rỗng mấy chị cũng cho em làm công việc nhẹ á, không có cho mà cầm mấy cái đồ nặng đồ, mấy chị cũng thương á. Không, tại vì anh nó là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc với em. Thật sự thì anh cũng rất xúc động. Em nuôi hai đứa con em, hôm qua em mới dắt con em đúng 12 tuổi lên thành phố làm xét nghiệm hai mẹ con đi á. Cái em có nói với con
Hồi nhỏ con xét nghiệm không có bị, nhưng mà bữa nay 12 tuổi con xét nghiệm rủi con bị bệnh, do mẹ lây cho con có bị buồn không? Cái nó kêu con không có bị buồn, đâu phải lỗi của mẹ đâu. Xong mình xét nghiệm không có, em mừng mà em khóc nước mắt. Bác sĩ trên thành phố ai cũng muốn xúc động hết trơn, mà ai cũng nói chúc mừng cho em, chúc mừng cho chị hết trơn á. Em lại mẹ Quan Âm ở trước cửa bệnh viện, em mua trái dừa em cúng mẹ luôn á, mà trong lòng đó em lo lắm, em hồi hộp ngồi chờ đợi kết quả cũng 5 tiếng đồng hồ á. Mẹ em lo mà em niệm Phật luôn á, xong rồi cầm giấy mà âm tính cái rồi em mừng ra nước mắt luôn á. Tại vì là hiện tại bây giờ em gái là bị một cái chứng bệnh xã hội ngày xưa đó anh chị. Con tỷ như con có bị bệnh rồi, ngoại có xa lánh con không, nó hỏi gì cô khóc buồn à. Thấy nó nhỏ con, thấy nó ốm, ai cũng sợ nó lây em, nó cũng buồn trong người. Mà xét nghiệm không có, ông ta mận kêu giờ con ăn thịt bò vô cho con bổ máu, coi cho con khỏe. Nó hỏi không. Cô chứ nói bệnh thì cô có xa lánh không, cái thằng đó đó. Nói thật sự thì anh cũng xúc động. Dạ. Tại vì là nghĩ là người phụ nữ nhiều khi có những cái, nhiều khi mình ra đời nhiều khi sợ người ta xa lánh mình á. Dạ. Nhưng mà ví dụ như giờ anh nói với em những cái bệnh thì bây giờ là cái xã hội bây giờ thì người ta đã biết hết rồi. Dạ. Nhiều khi nó có những cái mà nó không có thể nào mà đâu phải là tự nhiên mà nó lây được đâu. Dạ. Nhưng mà em có bản lĩnh. Dạ. Em là người phụ nữ có bản lĩnh để mà mình tự mình giống như là mình vượt qua những cái thử thách của xã hội. Dạ. Để mình vươn lên. Dạ em nói chung là em niệm Phật với sống qua ngày. Em không biết là em uống thuốc nó kéo dài bao nhiêu, nhưng mà em sống ngày nào thì em nuôi con em ngày đó, với em sống lạc quan chứ em không nghĩ gì hết trơn á. Chào em. Em trai hả? Em trai. Nay cũng ba mấy tuổi. À. Ở nhà đặt đột với xong á. À. Kiếm ăn xong bữa hổng á. Lấy xuống con, mẹ không biết ở đâu nữa. Tụi con ở đâu xuống vậy? Dạ tụi con ở Bến Tre. Bến Tre hả? Con á là con giới thiệu với cô á là con là cái kênh YouTube Bến Tre Ngày Nay. Dạ. Con hay đi tìm hiểu cuộc sống của người dân Bến Tre mình á, để chia sẻ lên cho bà con thấy là cuộc sống người dân ở Bến Tre mình như thế nào. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ, nãy em nói em tin gì anh quên rồi ta. Em tin Mỹ Chi. À, hiện tại bây giờ Chi làm, em đi làm công việc ở đâu hả Chi? Em làm công ty bon chen trên thành phố á. À. Bến xe miền Tây mình qua ngay chỗ đường số 38 á. Đường số 7 á. Nhưng mà anh nghe nói là công ty bon chen á là cách nay là khoảng chừng 4-5 tháng nay. Dạ. Là số lượng người công nhân thất nghiệp rất là nhiều. Đúng rồi, người ta đang sa thải là mấy người mà ký hợp đồng 1-2 năm là người ta cho nghỉ ngang luôn. À. Với mấy người là hơi lớn tuổi, với mấy người mà có sức khỏe yếu đồ bị giảm biên chế, mà em không biết người ta về sau người ta có giảm em không thì em không biết. Rồi hiện tại là cái công việc của em nó có được ổn định không? Công việc của em thì làm đi ở bên xưởng kia, nó giải thể cái giờ qua khu khác làm, nhưng mà công việc nó hơi cực hơn. Xong rồi có khi mình làm công đoạn sổ dây dài, rồi có khi mình dán tăng cường, rồi có khi mình nói chung là cũng có việc làm, nhưng mà trong Tết giờ không có hàng. Em làm được thì con em gì em làm cũng được hết. Bây giờ cái sức khỏe của em hàng ngày em thấy như thế nào hả Chi? Thì em cũng thấy nó bình thường, có khi lâu lâu thì bị cảm nhức mỏi rồi nóng sốt, rồi các em mua thuốc uống, với uống thuốc ARV ta cho uống hàng tháng đó. Vậy đó, ngày em uống lúc bữa hổm thì uống thuốc vô mỗi năm điều loại để đổi thuốc khác, nhưng mà thuốc đó uống vô có khi mình bị suy thận á, thận mình yếu cái người ta đổi thuốc khác cho mình uống cho khỏe. Vậy đó. Như thuốc đó không có hợp với mình thì người ta xét nghiệm máu mình lại, cái người ta đổi thuốc khác cho mình uống vậy đó. Thì ngày uống 2 lần thuốc. Có bị cảm nhức đầu sổ mũi thì với bị bệnh ngoài thì mình mua thuốc mình uống vô kèm theo vậy đó. Rồi ngày xưa em có mập mạp hơn xíu nào không? Ngày xưa hồi em sanh xong thì em được 40-50 kg, xong rồi em bệnh hồi đó em còn có 27 kg à. Em còn hiện tại bây giờ? Giờ được 3 mấy kg. Hồi đó lên đỉnh quạnh cười luôn. Hồi đó về đó về nó bệnh nó sốt nguyên tháng trời luôn, mà em không em ngồi em mai mà em không biết bệnh gì, mấy chị nói thôi em bỏ tiền đi chứ em đừng có tiếc tiền mà mình đi thử nghiệm thử máu thử coi mình có bị bệnh gì không, mà mình đâu biết chồng em mất 4 năm rồi nó mới biết phát bệnh lên. Vậy là cũng như là chồng em bệnh mất mà em cũng không biết là chồng em giấu á. Chồng gia đình chồng giấu á, gia đình đâu có nói đâu biết. Phải để rồi em biết là em đi xét nghiệm liền là người em không có ốm nhiều. Còn đợi để em 4 năm nó mới phát hiện lên là nguyên tháng đó em sụt cân.
chỉ còn 20 mấy ký mà mẹ em với ba em lên khóc luôn á. Mà em có một mình trong bệnh viện, vừa cầm nước biển thì vừa đi vô toilet một mình, ta thấy ai cũng có cha mẹ rồi, cái bên còn có mình em ở trỏng á, lủi thủi có mình mà. Em thấy em cũng tủi thân nhưng mà em ráng niệm Phật vậy thôi. Rồi hiện tại bây giờ là em có mấy đứa con? Dạ em hai đứa. Hai đứa con. Dạ. Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi em? Dạ đứa lớn nhất là tuổi sửu, nay 14, còn đứa nhỏ là 12. Một đứa 14, đứa 12. Dạ. Rồi em làm ở trên đó thì cái lương của em á, thì em đủ trang trải để nuôi con em với cuộc sống của em hàng ngày không? Dạ giống như là em làm là tới lương là em đi khám bệnh nữa, nói chung là thiếu chứ không có đủ. Tới giữa tháng cuối tháng em mượn mấy chị bạn thêm vài tiền nè, cái lãnh lương các em trả ra tháng nào cũng như tháng đó. Vậy là cũng như là xài gối đầu á hả? Dạ. Chứ không có dư. Người ta có chồng rồi, người ta còn thiếu đây, mình có mình làm gì dư. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái căn bệnh của mình như vậy thì mình đâu có thể nào mà có gia đình được nữa. Dạ. Có khi nào mà gặp anh nào ảnh trong công ty ảnh cảm mến mình không? Dạ không, em cũng không biết nữa, có người cảm mến mình nhưng mà mình nghĩ mình bệnh nên mình không có làm gì người ta được. Mình cũng không dám không biết sợ người ta nói gì, thì người ta có thương mình thiệt không, người ta có giống như người ta chỉ cần xem mình như là bạn sống để hữu hỷ với mình thôi. Cái đó là em không biết về người ta suy nghĩ làm sao. Cũng như là về cái em á, như em á là bây giờ là em thấy là em sống nó lạc quan tí xíu, sống là lạc quan để mà mình có sức khỏe nè. Tại vì những cái căn bệnh của mình á, những không sao, tại vì cái này là một cái chứng bệnh của cô mà. Con mẹ chạm dây cười là mẹ cười muốn anh cười nào nín nín. Anh đó thì anh chỉ có nói là anh chỉ có khuyên em là giống như là bây giờ em cứ việc lạc quan, mình sống để mà mình còn có sức khỏe để mình chăm sóc cho con cái, để mình nuôi con. Dạ, trước khi bệnh bác sĩ cũng tư vấn hỏi giờ con muốn sống không muốn chết. Bác sĩ nói vậy á, muốn sống thì phải lạc quan, giống như con mà rầu rĩ thì con cũng bệnh rồi, mà con mà hả buồn con cũng bệnh, con chọn cái nào? Đó, bác sĩ nói từng ta tư vấn cho mình á. Ta tư vấn cho mình cả buổi, rồi mỗi lần uống thuốc thì người ta dặn mình uống sao sao luôn á. Dạ. Ở trên công ty làm như vậy thì trong cái xưởng của mình đông người dữ không hả chị? Dạ, một khu vậy là 7-8 ngàn người, mà rộng có nhiều khu, nguyên toàn công ty Bon Chen là 6-70 ngàn người. Nhưng mà cái công việc ở bên em á, công việc bên em nguyên cái chuyện em là 5 ngàn mấy người. 5 ngàn mấy người hả? Dạ, 5 ngàn mấy người, có thành hình, thì có khâu mai, có khâu chuẩn bị, vậy đó. Rồi ở trong đó thì khi mà người ta biết mình bệnh, người ta có dạng như xa lánh mình không? Dạ không, mấy chị ai cũng thương em, không có xa lánh. Vậy là cũng được ha. Dạ. Như vậy thì mình sẽ có được cái tinh thần hơn. Nhiều khi mình đi đến người ta thấy mình, người ta vẫn thương mình, để mà mình cảm thấy mình lạc quan hơn. Chứ nói chung là có người ta cũng xa lánh nhưng mà ta không dám nói trước mặt mình. Nhưng mà mấy chị rồi có người ngồi kế bên, người ta nói với người ta vậy, người ta nói mà thương nó không hết nữa, có đầu xa lánh nó, người ta nói kêu mình kỹ càng thôi vậy thôi. Tại vì mình có bệnh mình cũng đâu muốn làm lây bệnh cho người ta, nhưng mình người ta cho mà làm công đoạn đừng có dao kéo gì, mình làm mấy công đoạn dây cộ, mình xỏ dây đặng đừng có chảy máu rồi đó. Giống như là em về em sống với con em 12 năm em bị bệnh nhưng mà con em không bị lây là em cũng phải kỹ càng, em ăn uống riêng. Không, ăn uống là không, nó không lây. Nhưng mà em cũng sợ tí nước bọt mình chảy máu chân răng nên em kỹ, nên em không có ăn uống chung con em. Chứ em không có làm gì do cái em phải bao tay vô này nọ vậy, chứ em không có uống ly nước chung với nếm nồi ăn mà em dọc quá trộn, em không có, em múc chén riêng của em ra em ăn vậy đó. Thôi thì mình cũng kỹ thì nó càng tốt, nó càng tốt cho gia đình và cái xã hội với cộng đồng nó cũng sẽ tốt hơn. Với bàn chảy đánh răng đồ mình mà để chung cho con mình sạc chân máu chân răng mình, nó vẫn bị lây bình thường, bác sĩ có nói vậy đó. Nhưng là dụng cụ có ai nấy xài vậy đó. Bởi vậy em bác sĩ cũng nói em là em mạnh mẽ, bác sĩ khen em vậy đó, nó bệnh mà nó còn lạc quan, bác sĩ cũng nói vậy á. Đó chứ giờ mình sống thì mình phải lạc quan tí xíu để mà mình còn làm nuôi con ha. Dạ. Anh thấy là bên phía công ty á, nó bây giờ thấy nhiều người thất nghiệp quá. Dạ. Rồi em có sợ là mình cũng sẽ lọt vào một trong những người đó không? Tại vì anh thấy sức khỏe em cũng rất là yếu.
Dạ thì em cũng không biết làm tới đâu hay tới đó à, chứ giờ em cũng không biết công ty có cho em mà bị giảm biên chế không thì em cũng chưa biết nữa. Hiện giờ hả, làm được ngày nào hay ngày đó đi. Rồi em cảm thấy mà cái sức khỏe em đủ để em đi làm những công việc ở trên đó không? Em làm nổi không? Dạ công ty em làm công việc đó thì em làm nổi, không có tại vì tăng ca tới 4 giờ 5 giờ là về vừa đủ sức với em, không có làm nặng nên em cũng làm nổi. Nhưng mà cũng như là mình cảm thấy là giống như là ở công công trong công ty người ta cũng là người ta cũng thông dạ cảm cho mình đó ha. dạ thông cảm mấy chị rồi ai cũng thương hết trơn á. Em qua là em đi chỗ khác là em cũng nói mấy chị hỏi thăm rồi nói bệnh đặng cho người ta sắp xếp công việc nhẹ cho làm. Mà công ty người ta vẫn nhận mình Dạ người ta vẫn cho nhận mình, người ta vẫn cho mình ký hợp đồng mỗi năm vậy đó. vậy cũng mừng ha. Hồi nãy anh nghe em nói là bây giờ em đang thất nghiệp. Dạ Thất nghiệp nay bao lâu rồi? thất nghiệp thì hôm 21 tây tháng rồi á. Rồi công ty giờ cũng đang chuẩn bị sa thải tiếp hả? Chuẩn bị là sa thải tiếp mà giảm biên chế á, giống như là giờ lựa một số người nào mà người ta không cho ký hợp đồng nữa, còn như dân em người ta còn cho làm nhưng mà vô chừng nào mà không có hàng người ta cho nghỉ tiếp vậy, mà chừng nào vô vậy thôi, còn mình tự mình động chán thì mình đi nghề làm đơn mình nghỉ vậy đó. Cũng như là người ta không có đủ chính thức Dạ nhưng mà người ta nói là bây giờ là không có việc làm thì thôi hẹn về khi nào mà có người ta kêu đúng đúng rồi, người ta hẹn mình ngày không? vô mà không có người ta cho mình nghỉ tiếp vậy đó, mình nằm ở phòng trọ mình chờ. Mà nằm ở phòng trọ chờ hoài thì tiền đâu đóng tiền trọ, Dạ bởi nên cũng khổ. thì bởi vậy em mới về quê là phụ cơm nước với em trai em rồi giặt đồ đạc cho con em đi học, thì chừng nào tới ngày thì em lên. Thấy cuộc sống công nhân bây giờ vất vả, Dạ tại vì bây giờ là kinh tế đang tương đối khó khăn, rồi công việc mà ở các công ty nhiều khi nó ít việc á, rồi dạ nhiều khi ở là trển thất nghiệp quá chừng thất luôn. nghiệp nhiều lắm, dạ nên là bây giờ thì anh thấy là trước Tết là rất là nhiều người bị thất nghiệp, dạ thất nghiệp mà kêu bằng là hàng ngàn hàng vạn chứ không có mà nói mà tới mà vài trăm người hay gì đi làm là thứ sáu thứ bảy người ta cho nghỉ tuần lễ, người ta cho nghỉ mấy ngày đó, có khi tôi cho thứ nghỉ thứ năm thứ sáu thứ bảy, thì khi nghỉ thứ bảy tại mình không nói ra ở quê người ta không biết thôi, chứ ở trển mình có thất nghiệp mình tự mình chịu đựng thôi, chứ mình nói với ai giờ. Rồi em có nghĩ là tới lúc mà lỡ mình xui không? Mình xui là mình bị thất nghiệp không? Dạ cũng có, thì tới chừng nào đó em chắc đi về quê bán vé số Bán làm vé việc nhẹ. số, Bán xong biết đi bán nổi bán rồi. vé số để mà mình kiếm sống ha. Dạ Nhưng mà tại vì cái sức sức mạnh của người mẹ mạnh lắm cô. Ráng nuôi con là phải ráng đi bán thôi. Đi bộ sao đi Chứ mà mình nổi. đi bán dao kéo mình xách đồ ăn sợ người ta ghê mình có bệnh đó, người ta ai dám mua Nên không là thôi. mình làm những cái việc gì nó đơn giản để mà mình còn sức khỏe năng mình chăm sóc cho con. Dạ chứ mà đi ra mà không đeo công ty mình đi ra ngoài người ta mướn mình thấy ốm yếu người ta cũng không dám nhận mình vậy đó, em chỉ mặc cảm vậy thôi. Dạ Hôm nay thì em cũng đến thăm gia đình anh chị, thì được biết thì cô thì bị tai biến, bây giờ cũng như là cô sức khỏe cô cũng rất là yếu, rồi có một người em trai giống như là mình cũng hy sinh công việc mình để mình về chăm sóc mẹ, còn các người anh thì người anh và chị thì cũng cố gắng đi làm để mà hùng vào để nuôi nuôi mẹ ha, Đúng rồi. còn Chi ở bên đây là Chi là bị mắc cái bệnh về xã hội đó anh chị. Thì nói em nói đơn giản về bệnh xã hội là chắc anh chị mình cũng sẽ hiểu ra, mình không có nói thẳng thừng quá. Nhưng mà Chi thì hàng ngày là cũng như mình cũng cố gắng đi làm, tại vì mình có hai đứa con rồi có Dạ. mẹ già đang bệnh nữa, nên là Chi rất là lạc quan để mình cố gắng để mình làm nặng mình lo cho con, lo cho hai đứa con, lo cho mẹ nữa, tại vì nếu mà Chi không cố gắng thì có thể là hai đứa nhỏ nó sẽ bơ vơ. Dạ. Mà cái bệnh này anh chị là nếu mà mình càng lạc quan là mình càng vui vẻ mình sống thì cái mình sống nó có khi là mình cảm thấy trong người mình không có bệnh luôn, Dạ. còn nếu mà mình mà không có vui vẻ lạc quan thì căn bệnh nó sẽ xâm nhập vào cơ thể mình rất là sớm, là tới giờ đó có thể là mình sẽ nguy hiểm tới cái tính mạng của mình. Dạ. Thì đây thì anh cũng khuyên em là mình cũng cố gắng đi, cố gắng để mình giàu gì mình còn hai đứa con, nuôi Dạ. hai đứa con nó lớn lớn xíu, khi nào mà cho nó lớn nó tự nó nuôi sống được bản thân, tới giờ Dạ. đó thì em khỏe thì tới đó thì
nhiều khi mình hãy suy nghĩ tới những cái chuyện khác nữa. Dạ. Chứ giờ thì đừng suy nghĩ tới chuyện mà quá buồn nha. Dạ. Dạ. Hôm nay thì anh cũng đến thăm em á, biết được cái hoàn cảnh của em nó khó khăn như vậy. Dạ. Thì thôi thì anh cũng xin trích kinh phí của Mạnh Thường Quân á, để tặng cho em với cô á, có một ít kinh phí để mà mình nuôi con, hay là trong cái lúc mà mình đang thất nghiệp nè. Dạ. Mình có tiền đặng mình đóng nhà trọ, đặng mình ăn uống sinh hoạt trong lúc khó khăn ha. Dạ. À, thì ở đây số tiền của Mạnh Thường Quân đây là anh gửi cho em là 5 triệu. Dạ. À, có gì em cầm giúp anh ha. Dạ. À, cô cảm ơn con. Dạ. Tại quanh dịu nó thôi chứ nó đặt đồ không con. À, thì cảm ơn anh Hồ. À, thay mặt mẹ cảm ơn anh nhiều với mấy anh chị ở đây. À, chúc cho anh chị có nhiều sức khỏe, đi làm từ thiện để giúp đỡ mấy chị em, cô bác và con có hoàn cảnh cũng giống như em. À, em rồi tất cả mọi người cảm ơn anh nhiều. Chúc, à, chúc rồi cho anh ngày càng có được nhiều tiền hơn để giúp đỡ. À, cái tiền này là của Mạnh Thường Quân chứ không phải của anh. À, rồi anh cũng cảm ơn chị ha. Dạ. À, thì em cũng xin trích kinh phí của Mạnh Thường Quân là cô chú ở Cali là 800.000 và của bác Võ Văn Đáng ở Mỹ là một triệu và Mạnh Thường Quân ở Louisiana là 1 triệu và nhóm Hương Sen là 1.2 triệu và Mạnh Thường Quân ở Texas là 1 triệu, tổng cộng là 5 triệu anh chị, để gửi tặng cho Chi. Chi là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, tuy rằng là mình có một cái bệnh xã hội, ra xã hội là người ta xa lánh rất là nhiều anh chị, nhưng mà Chi rất là lạc quan, để mà mình có thể là mình lạc quan để mình vui vẻ, mình ráng làm để mình vui vẻ sống với gia đình, với để mình nuôi con nữa. Như nếu mà như Chi vậy thì nếu mà đi vào trong công ty mà công ty lạ, có thể là người ta thấy là người ta sẽ xa lánh mình liền, người ta không có dám mà nhận mình vào làm. Dạ. Anh nghĩ nếu mà đặt hoàn cảnh vào em, bây giờ em đi xin bất cứ việc làm ở đâu không ai dám nhận em. Dạ. Nhưng mà công ty đã thương em rồi thì em cũng cố gắng nha. Dạ. Cố gắng để mà mình gắng làm để nuôi con. Dạ. Khi nào mà công ty người ta giảm biên chế thì tới giờ đó thì mình về làm việc khác. Dạ. À, thì thôi anh cũng chúc cho em được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Gắng làm lạc quan để nuôi con, để lo cho mẹ nữa ha. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Em nhận số tiền này em cũng mừng quá chừng luôn. À, rồi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Gắng sống vui sống khỏe với hai đứa cháu nha. À. Dạ, hai đứa cháu vợ là mẹ đi làm. Sống cô đây cô chăm không đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chăm từ nhỏ tới lớn. Dạ. Cái gắng chăm cho nó để mà Chi đi làm đặng có kinh tế đặng lo cho hai đứa nhỏ. Chứ để em thôi bà ngoại mà không có sức khỏe nữa, không có ai nhìn hai đứa cháu, chăm sóc hai đứa cháu. Dạ. Ừ. Thôi thì anh cũng xin phép anh về nha. Dạ. Hai em cũng cố gắng nha. Dạ, dạ. Ừ. Con nó cũng cảm động dữ lắm. Dạ. Hôm nay thì đến thăm Chi ở đây thì tình cờ thôi anh chị, em cũng rất là xúc động khi mà một người phụ nữ rất là cứng rắn mà mình vượt qua rất là nhiều cái khó khăn về xã hội, về đủ kiểu hết trơn chị. Không phải mà ai cũng được đứng vững như vậy đâu. Ngày xưa cũng 4 mấy gần 50 ký, giờ còn có 3 mấy ký. Nhìn hồi bệnh hai thấy, còn 27 ký, còn nay là được 3 mấy ký. Thấy rất là thấy thương. Thì em cũng xin trích kinh phí của Mạnh Thường Quân để gửi tặng cho Chi với cô á, có kinh phí rằng mình cũng lo cho gia đình với lo cho sức khỏe của Chi nữa anh chị. Thì em cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân rất là nhiều ha. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Dạ.